Vụ tai nạn làm hai người là anh Bùi Văn Thú sinh năm 1990 ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và anh Trương Công Tránh sinh năm 1992 ở xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa bị mắc kẹt hiện vẫn đang mất tích. Cho dù đánh giá nguy cơ sống sót của hai nạn nhân là không cao, song các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm bằng nhiều biện pháp. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại hầm vàng hoạt động nhiều năm không phép ở Hòa Bình. Hầm vàng trái phép thôn Lộng ở vùng sâu, heo hút của xã Thanh Nông. Những dấu vết còn sót lại cho thấy một lượng bùn đất khổng lồ đã trôi sụp vào hang. Một ngày sau sự cố, bùn nhão vẫn tiếp tục chảy vào cửa hang mới. Hai phu vàng khai thác trong hầm cách vị trí tôi đang đứng khoảng 20 m, tuy nhiên lại đúng cửa hang caster khiến cho túi bùn rất là dày khoảng 7 đến 8.000 khối tràn xuống theo cửa hang này vùi lấp nhiều phương tiện và hai công nhân. Tuy nhiên công tác tìm kiếm hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do lớp bùn dày và nhão và đặc biệt là nguy hiểm với lực lượng tìm kiếm cứu nạn do túi bùn này có thể tiếp tục trượt xuống, có thể gây ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của lực lượng cứu nạn. Kiểm tra tại vị trí này, ông Trần Quốc Toàn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, do bị đất đá vùi lấp nên nhóm khai thác không nhận thấy các cửa hang phụ và vô tình làm mất chân nên gây ra sự cố. Ước khoảng từ 7 đến 8.000 mét khối đất đá tràn vào và cuốn trôi hai nạn nhân cùng nhiều máy móc vào sâu bên trong. Nguy hiểm hơn, tình trạng lún sụt vẫn đang tiếp tục diễn ra ở trần hang và có thể gây ảnh hưởng đến lực lượng tìm kiếm. Để đảm bảo cho an toàn cho các thành viên của đội cứu hộ bên phía dưới hang dưới kia thì ngay trong chiều nay thì chúng tôi là chi cục thủy lợi sẽ bố trí anh em cán bộ chuyên môn vào để cắm các cái cọc tiêu quan trắc để quan trắc cái dịch chuyển vị của cái khối bùn này và khi mà có cái chuyển vị thì sẽ có cái báo động cảnh báo xuống để cho các cái thành viên trong đội cứu hộ cứu nạn dưới kia là có thể có đủ thời gian để thoát ra ngoài đảm bảo an toàn. Khối lượng đất đá nhiều nên sau khi tiến hành bơm bùn và nước ra ngoài, lực lượng chức năng phải làm bè tre, làm thang, sử dụng những phương tiện thô sơ để vào sâu bên trong, xác định vị trí hai nạn nhân. Tuy nhiên, lớp bùn đất dài đến hơn 4 mét, cùng với địa hình hiểm trở, nên rất khó khăn trong công tác tìm kiếm. Cái khó khăn nhất bây giờ hiện tại nước thì đã hết, nhưng mà cái lượng bùn thải ở trong hang thì rất là nhiều. Thế và chúng tôi cũng đã rất nhiều bằng nhiều cách để tiếp cận với cái mục tiêu mà cần tìm kiếm. Ví dụ như chúng ta đã bắt cầu tre đi vào hang. Tuy nhiên thì do bùn thải rất nhiều cho nên là cái việc xác định địa điểm, cái vị trí mà cần tìm kiếm là chưa xác định được. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục là bằng cách là huy động cái máy hút bùn để hút cái lượng bùn thải ở phía trong hang ra. Thế vào giải pháp tiếp tục thì chúng tôi sẽ sử dụng máy bơm để hút lượng bùn thải. Thế và theo cái phán đoán đến đâu thì xử lý đến đó. Hiện chưa biết khả năng sống sót của hai trường hợp bị nạn là Bùi Văn Thú và Trương Công Tránh ra sao, nhưng lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ, sử dụng thêm phương án bơm nước ngược vào hang, dùng máy khuấy nhã bùn, sau đó hút cả bùn và nước ra. Ở ngoài cửa hang, những thân nhân vẫn đang chờ đợi mỏi mòn với niềm hy vọng ít ỏi mong được tìm thấy thi thể con cháu mình. Bùn đất là nước nhiều, nước đầy. Nhưng mà cả ngày hôm qua đến giờ mới cạn được như thế này. Coi như công việc làm từ sáng hôm qua đến giờ này con cháu nhà tôi thi thể cũng chưa tìm được. Rất là nhiều, mấy tấn bùn đấy, bùn thì nhiều lắm. Bác có lo lắng gì không ạ? Đấy, cũng lo đi chứ, làm thế nào cho tôi ra được đấy. Hầm vàng ở thôn Lộng không được cấp phép do tiềm ẩn nhiều nguy hiểm sạt lở và ảnh hưởng đến môi trường. Những phu vàng bất chấp tính mạng, khai thác lén lút và thiếu đi các biện pháp đảm bảo an toàn nên mới xảy ra tai nạn đau lòng này.